gió mây. Tình người cũng có phải là có những người say. Phải là quay with you baby. Còn gì đâu xa quá ở đây là phút giây mình. Cho em nghe bài bắt tình ca. Là một nơi ngôi sao lá hoa tỏa sáng cho riêng mình. Anh và em sẽ không rời xa. Nhưng mà có ai biết đâu một ngày không xa. Sắp vào khúc mắt đường tình phóng ba. Chắc cần một sân khấu hoành tráng. Chỉ cần sàn diễn trong tim em là đủ. Ngôi sao này không cần quản lý, chỉ cần có em là chủ. Dịu dàng như đóa hoa mộc lan. Là phần quà vô giá do trời ban. Tới bên nhau vui cả mà quên mến luôn thời gian. Trao cho nhau một cung trời riêng. Cho một cung trời riêng. Ngôi sao về làng, ngôi sao về làng, ngôi sao về làng, na na na. Ngôi sao về làng, ngôi sao về làng, ngôi sao về làng, na na na. Không ăn thịt lại, không ăn thịt hại. Ngôi sao về làng. Chú An ơi, khỏe chú An? Khỏe. Chà, quán cà phê mở nhạc kê xong tụ ra. Tao uống gì nè? Con một ly black cà phê đi. À, black cà phê đi là ly cà phê đắt. Đúng rồi. Đừng uống thiếu nha. Ơi, mới đâu về vậy? Hú gì? Cà rá hay hột xoàn vậy? Đúng à. Để từ từ đi. Chị đeo đi, rồi lúc đó biết. Chứ đừng nhiều chuyện nha. Wow, chuyện lạ có thiệt nha. Ủa, mới nãy bà đặt mua quà 20 tháng 10 tặng vợ nữa. Phải vậy thôi chú Cự ơi. Vậy hả? Trời ơi, mình thương vợ, mình phải thể hiện ở ngoài cho vợ mình biết chứ. Phải mua quà tặng vậy á. Xin gì vợ không cho. À, vậy hả? Sao ráng tưởng tượng. Có chứ, có thiệt. Chứ nhiều khi họ không tặng quà, má muốn xin gì cũng không cho. Chứ hiểu không? À, mà chú. Vậy? Nói trong đó có cái hộp nào không cho con bỏ vô chứ tặng để gì không nhìn thấy kỳ không? Mấy cái hộp mày hỏi 100 nè, chứ tao làm gì có hộp. Nó chuyên mua hàng online á, hộp cả đống ở trong nhà kìa. Đâu có ba. Con có mua nhưng mà con toàn canh hàng giảm giá con mua mà. Chứ phải thấy mắc mà mua đâu nha. Anh chờ em chút đi. Em vô em lựa coi cái nào đẹp đẹp em mang cho anh nha. Nè. Dạ. Uống đi. Ngon quá trời. Nhìn ly cà phê là muốn uống liền luôn. Nè anh hai, một đống nè. Coi cái nào được, chọn đi. Mày ở đây gối hoài với lại Trâm đi nha. Ba đi vô ba coi cái mấy cái sao đồ làm sao cái. Dạ ba. Đó, coi cái nào được. Cái màu nào thì đẹp, anh biết đâu. Trời ơi, anh thấy màu nào đẹp anh bỏ vô. Quà của anh tặng chỉ anh đi hỏi em. Em thấy cái nào đẹp? Em thì em thấy nhà bán bưởi thích màu xanh. Cái này đẹp không? Này đẹp không? Đẹp, hợp bưởi luôn á. Chà đẹp đó nha. Chà cái này đắp này. Cái này xong cái mình gó ngoài lại đó. Không, thì phải bỏ vô cái trang trí gì trong đây nữa mới ấy vô. Ôi đơn giản vậy thôi. Anh lớn, anh chị lớn rồi, đâu có tuổi tiên đâu mà đặt ghi ba cái xến xúa làm gì. Cứ vậy là được rồi, nha, gói lại được rồi, hiểu không? Rồi. Ủa rồi anh không tự gói đi, em kêu em gói. Bằng tấm lòng mình đi, gói luôn đi. Em chỉ cho. Cái gì vậy? Cà phê bỏ gì, đau bụng quá. Ai biểu uống thiếu nhiều quá chi. Đâu đây. Ôi, chết cha ta. Chú ra chết rồi, sao đau quặn lên đi trời. Ô trời. Đẹp ghê chưa? Ai mà nãy để nguyên cái hộp nhẫn nhìn là biết liền, không có gì bí mật. Trời ơi là trời chết luôn á. Uống miếng cà phê vô sao tự nhiên chột bụng dữ vậy trời. Thì trả tiền thiếu cho ba em đi. Ủa sắp đầu tiền thiếu hoài luôn á thiệt. Ai biểu không? Nè, đẹp chưa? Trời đất ơi. Sao? Không tin luôn trời. Ơi, tản nhưng mà nói một quà ngon dữ ta. Ôi, anh vừa phải thôi nha. Người ta ê, đẹp quá. Em chứ bộ. À, trời luôn kìa, trời có cái nơ nữa kìa. Bảo đảm hả? Ê, đẹp nè. Đẹp không? Nay về tặng chị mày cái là khoái liền. Anh hai cảm ơn hai về nha. Dạ. Quay. Dạ. Sao mày quên hoài với mày? Gì ba? Phải, tại nãy chú ở trong đó con không thấy nên con không chào. Chở thưa chú Cường về. Đâu cần mình nhớ cái chuyện đó. Đâu cần mình nhớ cái chuyện gì biết không? Chuyện gì? Trả tiền cà phê tới đây uống quên hoài. Ủa chú Cự? Con đâu có quên chuyện đó đâu chú Cự. Sao không quên? Thiệt không quên. Sao không quên? Chú phải mặc định là con uống cà phê là chú phải ghi sổ, đến cuối tháng vợ qua trả chứ. Ờ ha. Thì mày đâu có quên. Đúng rồi, con đâu có quên. Chú xin lỗi con nha. Chú phải xin lỗi con nha. Thôi con về chứ nha. Anh về nha. Ê, vậy là mày cứ ghi thế hoài vậy mày. Lần nào nó cũng bị ổng dụ hết trơn. Trời đất ơi. Trời đất ơi, tao đổi mấy chục cuốn sổ rồi mà vẫn còn ghi thiếu nữa. Mệt mỏi nha. Chị ơi, em thấy xong việc hết rồi đó. Mấy chiều nay chị còn làm gì nữa không? Chắc không còn gì đâu. Mà thôi, chiều nay cho mọi người nghỉ sớm bữa đi. Bữa nay á, là 20 tháng 10. Trời ơi, phải để dành thời gian cho mấy đứa đi chơi với bồ nữa chứ, đúng không? Cái mặt chả tươi ghê luôn. Trời ơi, đến tâm lý quá à. Ê! Cười. Ê! Cha! Làm mệt quá nghỉ ngơi hả mọi người? Gì vậy thôi? Qua đây chúc mọi người 20 tháng 10 chứ gì nữa. Mới làm xong nghỉ ngơi hả? Trời. Quá đã luôn. Nào. Nói chung là bữa nay ngày 20 tháng 10 thì tôi cũng không có chuyện gì để làm hết. Chạy ra giường chúc cho chị em phụ nữ, tất cả những người phụ nữ mà tôi thương yêu nhất trong ngày hôm nay. Người nào xấu là xấu cũng thành đẹp hết. Mà người nào đẹp cái đẹp lộng lẫy hơn nữa. Có quà nha. Tụi con có quà không chú? Ủa con trai mà có quà 20 tháng 10 hả? Tụi con không phải có quà chứ. Lậu luôn rồi kìa. Táo. Ăn gì bổ nấy. Đây. Quà của người chị em phụ nữ đây. Đây. Chú. Đây. Đây. Bé này ít nói nhất là dễ thương quá trời quá đất. Rồi, nói chung là tất cả chị em phụ nữ trong ngày hôm nay là lúc nào cũng vui vẻ, trẻ khỏe nha. Công nhận anh hai nhà mình là tâm lý nhất luôn á. Chứ sao? Trời đất ơi, thấy không? Ai cũng có qua hết trơn á, có mình tôi không có à. Bởi vậy ta nói á, tâm lý ở đâu á. Chứ còn vợ con là không bao giờ thấy ngó ngàng gì tới á. Chị, từ từ chị. Bà giận. Không giận được lâu anh hai đâu. Ít khi nào giận anh hai được lâu lắm. Đây, quà của bà xã đây. Thấy anh hẹn. Wow. Lộn. Người quan trọng nhất sẽ là người cuối cùng nhất. Điểm ơi, cuối thiếp. Anh tặng cho bà xã món quà này. Cũng cảm ơn bà xã đã chịu đựng anh trong suốt thời gian qua. Và anh mong lúc nào bà xã cũng khỏe mạnh để mà hầu hạ cho cha con anh. Cảm ơn bà xã nhiều. Chị hai nhà mình sung sướng nhất cái vùng này luôn rồi còn gì nữa. Thôi biết qua mở quà. Trời ơi Thiếp, mở quà đi Thiếp ơi. Mở quà cho tụi con coi. Mở quà đi chị. Mở đi. Khui ra cho mọi người thấy để mọi người ganh tị mà. Đây để con cầm cho. Mắc quá. Để dành mấy tháng lương không ăn nhậu để mua món quà cho bà đó. Chứ đâu phải vẫn chơi riêng cái hộp không là biết bao nhiêu tiền rồi. Đừng nói tới cái ruột. Dán kỹ lắm. Chứ sao? Trời ơi sợ rớt trong đó là sao? Anh hai phải tốn nhiều tiền lắm chứ bộ. Trời đất ơi, sao trống trơn vậy nè? Ông giỡn mặt với tôi đó hả? Bà mới khui ra bà lấy nhanh nè. Bà tôi nào? Lấy hồi nào, cất hồi nào. Cười cục quá chú. Hồi nãy tôi nhớ tôi bỏ vô rõ ràng mà. Trời đất ơi, thôi đi. Nè, tiền ông xin tôi đi mua quà đâu. Bây giờ ăn nhậu hết rồi, bày ra trò này để lấp liếm đúng không? Trả lại cho tôi không? Bà nói gì chẳng khác nào bà đưa tiền cho tôi mua quà cho bà nói gì tôi nó biết hết rồi sao? Thôi mấy đứa ơi, về hết vui về giải tán. Tiền của tôi đâu? Hả? Ông mà không trả lại tôi thì đừng có trách nha. Thề luôn, hồi nãy ra mua, nó bỏ vô đây, nó gói lại đàng hoàng, hiểu không? Đúng không? Bây giờ nó mất rồi sao? Nói lại tôi được. Thôi đi, ông đừng có lương lẹo nữa. Tiền tôi đi mua quà, xong đem hộp không này về hả? Dám qua mặt tôi hả? Trời ơi, da, ôi da. Trời ơi, cái lỗ tai của tôi. Cái lỗ tai của tôi. Ê, đẹp nè. Nay về tặng chị mày gái là khoái liền. Ủa đâu ta? Kiếm gì vậy? Ba, hồi sáng mấy cái hộp con để đây nè, đâu mất tiêu rồi ba. Mấy cái hộp để đây hả? Dạ. Phú quá đem trong nhà nó cất hết trơn trội rồi. Trời, đừng có nói là nó đem bán dây chai nha, chết con luôn đó. Bán dây chai cái gì? Mà nè, con gái con đứa làm cái gì phải từ từ, làm cái gì mà chạy. Cái con nhỏ này hết biết luôn. Trời ơi, cái thằng này làm ơn nghe máy giùm tôi cái đi, tôi đang lu bu cũng chết đây nè. Ủa, trời ơi, điện thoại của nó đây mà, hèn gì nó đi học mà. Trời sao ta? Alo, Út nghe nè. Ủa sao chị nói chiều nay chỉ cho nghỉ? Thôi được rồi, rồi qua liền. Trời ơi, nói chết tôi. Giờ sao đây? À, hay là mình thú tội trước bình minh luôn đi, chứ để mất con bả giận lên rồi làm ảnh hưởng tới mọi người nữa mà cũng không được. Mình mà nói thì ba mình mà biết được thì chắc là mình bị ổng khỏ thúi đầu luôn á. Hay là bây giờ nè, trước mắt là mình sẽ tạm thời hòa hãn hai người cái đã, rồi có gì chiều nay thằng Phúc bây giờ mình kiếm được cái quà đó rồi xong rồi cái mình đem mình trả. Được. Đâu á? Ủa ba? Làm cái gì mà mình cứ hấp tấp hoài vậy? Chuyện gì vậy? Con rồi có tìm được đồ chưa? Dạ chưa, thằng Phúc nó đi học để điện thoại ở nhà, con không có hỏi được. Ba, chiều nay thằng Phúc nó về, ba nhớ hỏi giùm con nha. Rồi nè. Có gói bánh đó, khách đó cho ba đó, ăn đi. Ba không có thích ngọt. Con bánh hả? Hình như chị ngọt thích ăn bánh ngọt. Ba ơi, cảm ơn ba nhiều lắm nha. Cái con này cái tính nó làm sao á, lúc nào cũng vội vàng. Nè, mấy người làm việc kiểu gì vậy hả? Giao hàng hết trơn rồi, bây giờ sót lại một cái vỏ bưởi ở đây. Nếu mà tôi không phát hiện ra để thúi hết làm sao? Vậy thôi, chiều nay khỏi có nghỉ nữa đi. Chị ơi, chị em xin lỗi, chị em tới trễ. Trời đất ơi, biết giờ này mấy giờ rồi không? Nghỉ làm sao mà? Dạ, tại ba em nhờ ở nhà cô quán cà phê để ba đi mua thuốc. Ông mấy chiều nay thôi, em với ba em qua xin lỗi chị cho chị vừa lòng nha. Chị ơi chị, hồi nãy á, em đi trên đường em gặp anh Kiệt. Ảnh nói là ảnh có cái bánh này nè, muốn gửi cho chị ăn. Ảnh muốn gửi lời xin lỗi đến chị á. Ảnh nói với em là ảnh lỡ dại một lần thôi, chứ còn tình cảm ảnh muốn dành cho chị vẫn như ngày đầu à. Thôi ăn đi chị, tình cảm của ảnh ở trong đó. Trời đất ơi. Nè, cô đem trả lại cho ổng luôn đi. Sao vậy chị? Chị thích ăn đồ ngọt mà phải không? Trời đất ơi, chồng con kiểu gì vậy không biết nữa. Ổng thừa biết là tôi không thích ăn sầu riêng, cho nên cố tình chơi khăm tôi đó. Đã vậy hả, thì tôi không có tha lỗi gì nữa hết trơn á. Dù cho ổng có lại lục gian sinh tôi cũng mặc kệ. Chồng con gì đâu mà vô tình vô nghĩa, lừa lọc vợ con. Chị ơi, em thấy vậy nè. Em thấy anh Kiệt á, ảnh dù sao anh cũng có công đi xa để mà mua quà cho chị mà. Giờ ảnh lỡ như vậy rồi, thôi vợ chồng quề nhau ngồi xuống nói chuyện với nhau một tiếng đi chị. Bỏ qua cái gì mà bỏ qua. Nè, mọi người nghĩ thử đi, vợ chồng với nhau bao nhiêu năm, chẳng lẽ bây giờ vợ ổng thích cái gì, ghét cái gì ổng không biết hay làm sao? Đúng là cái thứ vô tâm mà. Thím ơi, thôi không mấy thím bỏ qua đi. Chứ con thấy hả, chú cũng cố gắng hết sức thật lòng để mà muốn cho thím hạnh phúc mà. Tụi nói không là không. Còn mấy người á, chiều nay làm tiếp, không có nghĩ gì hết trơn á. Chị ơi, trời ơi, sao tình hình này không ổn rồi. Chắc phải gặp đàn trai quá chứ, đàn gái căng quá. Ôi, lỗi tại tôi. Sao nay có chuyện gì vậy hả? Mà từ sáng giờ thấy mày uống mấy cữ cà phê rồi. Có chuyện gì nói nghe coi. Nói. Giờ con hỏi chú giờ, đàn ông giờ có nhà mà không được về. Con giống như là đứa con vô thừa nhận. Sao bi đát vậy con? Buồn lắm chú ơi. Mà cái vụ gì? Vợ con không hiểu. Vợ hai chồng không hiểu nhau, con tức. Sống mấy chục năm chợ nhau mà không tin tưởng nhau thì chú nghĩ đi, có tức hay là không? Không. Sao không trời? Tại sao? Mình là đàn ông đàn an hả? Nói gì nói, người ta cũng là phụ nữ, mình phải vợ mình nữa. Trời ơi, cái nhà muốn êm ấm thì người chồng nhịn người vợ chút xíu có sao đâu, hiểu không? Mình là trụ cột trong nhà, hiểu không? Phải, trời ơi, phải biết linh động với vợ mình, hiểu không? Cái gì cũng giận, cái gì cũng hờn hết, làm sao được? Gia đình làm sao mà êm ấm? Con hiểu ý chú rồi. Nhịn chút xíu không sao hết con. Mấy chục năm trời con cũng nhịn được mà. Bây giờ nhịn chút xíu nữa cũng có sao đâu. Sao đâu? Con uống ly cà phê này, con về con xin lỗi ba một cái là xong, đúng không chú? Đúng rồi, phải xin lỗi thôi. Nếu mình có cái gì đó mà làm cho vợ mình phiền lòng. Trời ơi, chú giống như ông Bụt giữa đời thường vậy chú. Chị nói với em á là sáng chị có lỡ lời làm cho anh buồn, cho nên chị muốn mua tặng cái áo thun này cho anh để chuộc lỗi. Anh đừng buồn nữa nha. Cầm đi. Ôi ơi, thấy chưa? Trời ơi, con vợ vậy là quá ngon rồi, mày muốn cái gì nữa? Trời đất ơi, mừng muốn chết à, đúng không? Mặc vô liền, mặc thử liền. Con giận sai vợ con rồi chú. Đúng, sai lầm lớn đó nha. Cảm ơn em nha. Uống cà phê đi cho dạ. Trời ơi, cái áo đẹp dữ trời. Bà biết con mập, bà chọn màu đen cho con đỡ mập. Ta tâm lý mà. Ở chút giận, ở chút giận. Gì vậy? Duy shop. Gì vậy? Gì vậy anh hai? Gì vậy anh hai? Gì vậy? Ngay! Làm sao bạn có thể lựa được cái áo đẹp như vậy? Bạn qua shop thằng người yêu cũ. Bạn mua xong bạn nhờ thằng người yêu cũ lựa rồi. Tức quá, tức. Em thấy bà đối xử anh được không? Vậy là sao? Chẳng cái nào mà bỉ mặt anh. Nếu thiệt vậy là ba cái vụ này khó nhịn à. Không nhịn được. Con hứa chú luôn, tôi tính bỏ qua rồi, nhưng lần này về con với bà quyết tâm không ở chung nữa. Thôi thôi, từ từ tính con. Thôi cái gì phụ nữ? Ông nói cái gì? Tôi mới nói vậy. Ông nói sao? Trời ơi, nãy giờ tôi nghe thấy hết rồi ha. Muốn ngủ riêng chứ gì? Đúng. Được rồi, vậy bắt đầu từ bữa nay luôn đi. Ông đúng là cái thứ đàn ông nhỏ mọn, khoái hơn thua với vợ con. Trời ơi, cái chuyện xảy ra vậy mà không khoái hơn thua. Trời ơi, bà tưởng là tôi tính tha cho bà rồi nhưng... Còn tôi tính là bữa nay đi chợ nấu cho ông bữa cơm để làm quề. Nhưng mà bây giờ hả, khỏi. Thà là tôi nấu cám cho heo ăn, chứ không có nấu cơm cho ông. Ok, đi ngủ với cám đi. Nè, không cản, không giành lại. Thoải mái. Thoải mái làm những chuyện như vậy nha. Thôi anh chị ơi, em nói thiệt nha, cái thật ra thì nói... Không có thật cái gì hết. Cái chuyện của anh chị em đừng có xía vô. Thật ra thì... Thật cái gì? Nè, tôi nói cho bà biết, tôi nhịn bà gá là lâu rồi. Tôi nhịn bà lắm. Cái cục tức ở đây nè, tôi nhịn lắm. Nhà tôi rất nhịn. Nhưng ngày hôm nay bà đối xử tôi vậy. Nè, nhìn kỹ mặt này đi. Không có sợ đâu nha, không có sợ đâu. Nè, từ nay ngủ với heo đi nha. Nha, không cản nha. Ngủ với heo thì ngủ với heo. Còn ông cũng đi ngủ với gà đi. Trời, thôi chị đâu có ngủ với gà. Trên cái mặt bà đã không ưa rồi à. Trời, chắc không. Mũi đã hấp lên rồi. Tới cái kiểu này là đại chiến tới nơi rồi, trường kỳ kháng chiến rồi. Đàn ông nhỏ mọn, ôm chen, thích hơn thua. Tôi thích thèm. Chắc tôi thèm mà quá. Trời ơi, không thèm mà mấy chục năm rồi ngủ chung. Trời ơi, thèm. Bà đi đường đó hả? Tôi không đi chung đường với bà đâu. Nhà con ngõ hả? Tôi leo rào. Ê, tức rồi. Ê, còn cái áo. Chạy con đi bà. Ê, ổng leo ổng chèo ổng té bây giờ á. Ê, còn cái áo, còn cái áo. Trời ơi, chết tôi rồi. Có bao nhiêu shop tôi không mua. Tôi mua nhầm người yêu cũ của bà mới ghê chứ. Trời ơi, đúng là thằng yêu cũ thằng nào cũng xui hết á. Đi về. Không về. Về. Không về. Sao mấy con kiến được về tổ mà tôi không được về nhà vậy trời. Không về. Về. Không về. Về tổ đi. Ôi trời ơi, anh ơi, anh Kỳ con xin lỗi, anh Kỳ có sao không anh? Chết rồi, cái thôi, anh ơi, anh ngồi im vị trí giùm em, để em chạy vô kêu người đỡ anh, nó chết rồi cái lưng của anh. Ôi mọi người ơi. Ai vậy trời? Đau quá. Ủa xong rồi chị ơi, anh Kiệt, anh nằm sụi lơ gốc cây á chị ơi, nguy hiểm quá. Ông làm sao không vậy? Hả? Không biết chị sụi lơ chị ơi. Trời ơi, ông ơi là ông. Đây này chị ơi. Đâu? Đây này, đi qua đây này chị ơi, đây này ảnh nè. Trời ơi. Ông ơi. Hồi nay ơi. Ông. Trời ơi. Ông Kiệt, ông có sao không vậy? Hả? Ông có đau ở đâu không? Hả? Tôi không sao. Bà đừng lo cho tôi nữa. Trâm. Dạ. Em ác vừa. Sao vậy anh ơi? Em xô anh té vậy, rồi bắt anh giữ nguyên vậy, kiến cắn anh gần chết. Không phải đâu anh ơi, tại em sợ em bị chột xương. Lịch xương như vậy. Bà ơi, tôi nhớ mà lắm. Tôi đau lắm á. Hồi nãy đau nhói xương á, giờ gặp bà cái tôi giống như tôi hồi sinh trở lại vậy đó. Bà đừng có khóc mà. Tôi xin lỗi bà. Bà đừng giận tôi nha bà. Tôi biết rồi. Tôi không có trách ông nữa đâu. Hồi nãy lúc nghe cô Trâm báo, tôi thấy tim mình như là thắt lại vậy đó. Tôi sợ mất ông lắm không biết không. Khờ quá bé, khờ lắm nha bé nha. Đừng có khờ khạo vậy. Tôi không có chết được đâu. Hồi xưa mình đám cưới nhau tôi thề bà phải chết trước. Tôi sẽ lo cho bà, tôi lo nhang đèn cho bà. Sao tôi chết trước được đúng không? Ngay tuổi bà lớn tuổi tôi mà. Thôi đừng có nói gỡ nữa. Ông không sao thì được rồi. Ồ, thôi bây giờ mình đi về đi. Đi về ăn cơm. Em đỡ, để em đỡ anh hai. Thôi được rồi, được. Thôi thôi, để anh. Thôi em có lỗi với anh hai, em xin lỗi mà. Hồi nãy tại em mới vậy đó. Thôi em xin lỗi anh Kiệt. Tối nay về á, ông nhớ trả lại tôi số tiền mà ông xin tôi hôm qua để đi mua quà nha. Bà không tin tôi hả? Bà không tin tôi đúng không? Tôi đã nói cái số tiền đó tôi đã mua quà cho bà rồi. Bây giờ bà đòi tôi lấy tiền đó tôi trả. Bây giờ ở chồng mấy chục năm trời, không lẽ bà không tin tôi được hay sao? Thì chính là tôi với ông là vợ chồng bao nhiêu năm trời, cho nên tôi thừa biết tính của ông là thường xuyên nói dối vợ con để ém tiền bỏ vô quỹ đen mà. Trời ơi, bà nghĩ tôi xấu xa như vậy luôn á trời. Đây, thề nè. Tôi thề có trời có đất, không bao giờ lấy tiền bà. Trời đất, tất cả đều biết. Lý bà không biết. Ôi. Tại sao bà đối xử tôi vậy? Thôi đi, ông bỏ cái giọng thề non hẹn biển đó đi. Nói chung á, tiền vẫn là tiền. Và ông vẫn phải trả lại cho tôi. Ông đừng có lấp liếm nữa, tôi không có bỏ qua chuyện này đâu. Trời ơi là trời. Hồi nãy thấy là giống như một cô bé khờ khạo. Bây giờ giống như một mụ phù thủy vậy đó. Suy nghĩ chồng con mình như vậy. Bà quá đáng lắm. Sao? Thôi được rồi. Bà còn hỏi sao nữa. Bà đã không tin tưởng tôi. Bà luôn luôn nghĩ xấu tôi. Hôm nay đau lòng lắm đó. Nhưng không được. Tôi với bà ly hôn. Cái gì? Trâm, em thấy chưa? Bây giờ ông đòi ly hôn kìa. Trời đất ơi. Ông ha, rõ mặt ông rồi ha. Bây giờ chỉ vì có mấy trăm ngàn đồng bạc thôi mà ông muốn ân đoạn nghĩa tuyệt mấy chục năm đúng không? Nhưng mà tại sao bà đòi? Rồi, ly hôn thì ly hôn. Ông tưởng tôi tiếc ông hả? Tiếc ông hả? Thôi 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 thôi. Tôi nói cho bà biết tại sao bà nghĩ xấu vậy tôi? Em xin anh, em xin chị. Trời ơi, em nói nè, anh chị bây giờ lớn rồi, đầu hai thứ tóc rồi mà hỏi cái ly hôn. Tối lửa tắt đèn có nhau mà ly hôn cái gì chị? Phải ly hôn. Không ly không được. Đó, em thấy chưa? Ông nói trước luôn đúng không? Vậy thì được rồi, ông đi về ông nói với tía tôi đi. Ê, bà ơi, hồi nãy cả hai cùng đồng lòng nói luôn á, giống như có tập trước luôn á. Ông nói trước tôi, ông nói trước tôi một game luôn. Trời ơi, một game mà bà đếm được luôn đó hả? Chứ sao nữa? Trời ơi, bà hơn thua với tôi. Chắc tôi sợ ly hôn với bà lắm. Thôi được rồi, bà đã nói vậy tôi với bà ưng đoạn nghĩa tuyệt. Em đừng có can, không can được anh đâu. Ly hôn thì ly hôn. Ly hôn chắc tôi. Trời ơi, tôi còn không hả? Cái mặt tôi giống sợ không? Mặt tôi chắc sợ quá. Trời ơi, chắc tôi sợ á. Nè, tôi nói với tía tôi nè. Chắc tôi sợ đâu, tía tôi về tôi nói chung luôn. Tôi nè, đã nói là ly hôn là không đi chung con đường. Bà đi đường đó về đi. Tôi đi đường vòng tôi về cũng được. Đi nguyên một ngày về cũng được. Trời ơi, sao tự nhiên có ký hợp hòa mà làm mới ghê vậy trời? Không được rồi, kiểu này mình phải đi kiếm hợp hòa mới được. Không thôi là mình sẽ có lỗi với lương tâm cả đời. Ôi ôi, thằng này đi học về mà lâu dữ vậy, đi la cả đâu nè. Lẹ, nhanh lên. Dạ thưa cô, con mới về. Khỏi chào đi. Hồi sáng con có thấy mấy cái hộp Út để trên này không? Dạ hồi sáng con thấy mấy cái hộp của Út để đây nè. Con tưởng Út không xài, con quăng ra bãi rác rồi. Bãi rác ở đằng sau khu này hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, tự nhiên dục của người ta làm chi sao cô không vô giường làm phụ mọi người mà cô ngồi đây lục kiếm gì vậy? Trời ơi, anh làm ơn phụ kiếm phụ tôi coi. Ủa mà đây là bãi rác mà, bộ cái món này nó quan trọng dữ lắm hả? Rất là quan trọng luôn. Mà có chuyện gì hả? Chuyện là vậy nè. Tôi hiểu rồi, tất cả đầu dây mối nhợ đều do cô hết á hả? Kỳ này mà anh Kiệt với chị Ngọt á, mà hai người mà ly dị chắc là lỗi của tôi lớn lắm. Tôi sẽ cắn rứt lương tâm lắm đây. Cô có tiền mua áo, tại sao cô không bỏ tiền ra mua món quà đó? Trời ơi, cái đó là cái áo tôi mua cho anh Kiệt. Còn cái món quà tôi đâu có biết gì trong đó đâu mà bỏ vô. Nhiều khi là vàng bạc châu báu rồi sao? Tôi cũng sợ cô thiệt á. Cô hậu đậu vừa phải thôi. Cô gói quà mà cô không bỏ quà vào trong đó luôn. Mà thôi, cô đi về nghỉ đi, đừng có kiếm nữa. Không được, tôi phải tìm, anh làm ơn kiếm phụ tôi coi. Bình thường thì hay ngông nghênh bướng bỉnh, mà nhiều lúc coi bộ cũng dễ thương. Còn nhìn cái gì nữa, mau kiếm phụ tôi coi. Kiếm nữa, giơ tay hết á, để tôi tìm cho. Không tìm được. Có phải cái này không? Đúng rồi. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh nhiều nha. Tôi phải về để cứu vãn cuộc hôn nhân này đây. Cảm ơn anh nha. Nó y như là con nít vậy đó. Làm ơn cắn một miếng đi, không có cái gì hết. Không mà, đã nói không là không mà. Tôi nói bà không, bà cắn một miếng tôi đảm bảo nó ngon lắm. Tôi không có biết ăn sầu riêng, ông cứ ép tôi ăn hoài vậy. Ủa tại sao mấy chục năm trời bà ăn tôi được, bà trái sầu riêng bà ăn tôi được? Ông giống sầu riêng lắm hả? Nhưng mà sầu riêng tôi được thì sầu riêng bà phải ăn được. Không có ăn được mà ép người ta hoài. Bà tôi đắng đi. Không có ăn được. Bà ăn đi, không ăn tôi giận bà luôn á. Giận luôn đi. Bà cười bà ăn đi. Thôi mệt không quá. Trời ơi thôi giận cái đi. Sao anh chị càng lớn cái nết càng kỳ vậy? Cái chuyện có chút xíu à mà từ sáng giờ cãi nhau chưa xong nữa. Ngày xưa yêu nhau sao mà giờ hở cái cãi nhau vậy? Trời ơi, 100. Mày nói gì? Em làm gì vậy? Ủa làm như má tôi nhập nó hay sao, nó chửi tôi quá vậy? Cái gì mà chửi té tát vậy? Vợ chồng người ta là quề nhau rồi. Ghê như nào? Phi cái này cái giờ tâm hơ tâm hớt mà chưa thấy cái gì vô lo chửi mà. Rồi sao nãy em thấy hai người sáng kia là thấy đòi ly hôn tùm lum mà. Cũng thương em nó, chẳng qua nó lo tình cảm của hai đứa mình chia rẽ, nó vô nó làm quá đáng vậy mà. Thì hồi sáng là khác, còn bây giờ thì nè, ông ráng lựa lời mà nói cho rõ ràng đi nha. Tía của tôi hả, sẽ không bao giờ bỏ qua cho ông đâu. Bà lúc nào bà cũng nghĩ tía sẽ đứng về phía bà trong chuyện này hả? Không có đâu. Tôi nghĩ tía là một người đàn ông, tía sẽ thấu hiểu tấm lòng của tôi. Thôi đi, ông đừng có nói nhiều nữa, không thấu hiểu gì hết trơn á. Là đàn ông đàn an gì đâu mà câu ly hôn nói ra cái một à, dễ sợt như trở bàn tay vậy đó. Thì thử hỏi ông, cái gia đình này nè, đối với ông có còn quan trọng nữa không? Bà nói hay quá. Bà nói cái gia đình này quan trọng. Gia đình này quan trọng kiểu gì? Trong khi bà sống với tôi, có bao giờ bà tin tưởng tôi không? Vợ chồng cái gì vậy? Vợ chồng cái gì mà vợ không bao giờ tin chồng một phút một giây nào hết. Tôi sống với bà làm cái gì nữa? Tôi với bà thực sự ly hôn đi. Không được. Ai cho ba mẹ ly hôn? Dù có bất kể lý do nào đi chăng nữa thì con cái mới là người thiệt thòi nhất. Ba mẹ làm vậy ba mẹ có suy nghĩ cho tụi con không? Gia đình là tổ ấm mà. Ba mẹ chỉ vì mấy cái chuyện cãi nhau nhỏ nhặt mà ly hôn với nhau. Sau này ba mẹ muốn quay lại với nhau còn có được nữa không? Rồi cái mấy ngày lễ Tết á, gia đình người ta sum họp với nhau đoàn tụ gia đình. Rồi những đứa con như con thì sao? Những đứa con lúc nào cũng cô độc hết á. Chỉ vì những phút cãi nhau của ba mẹ mà những đứa như con á vĩnh viễn mất đi một gia đình trọn vẹn. Ba mẹ cảm thấy nó có xứng đáng hay không? Mẹ. Cho tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi ông. Lẽ ra tôi không có nên trách ông như vậy. Qua cho tôi nha. Đừng giận tôi nha. Tụi tôi là hai cá thể không bao giờ tách rời nhau được. Nó dính nhau lại. Hiểu chưa? Mừng gần chết. Mừng không? Ủa? Hey. Ông cầm hộp quà anh tay làm sao vậy? Hey. Dạ. Em. Thì ra là em hả chắc? Không, không phải. Thì ra là em lấy cái... Trời ơi là trời. Em có biết em làm như vậy là vợ chồng anh cãi lộn nguyên một ngày hôm nay. Dạ không phải. Anh không ăn ngon ngủ yên. Tại sao đối xử anh vậy? Không phải. Tại sao lại giấu cái này? Không phải, anh Hai Kiệt ơi chị. Chị Ngọt, anh Hai Kiệt nghe em có ý đồ gì? Không phải. Em nên nhớ, anh là người đã có gia đình rồi. Anh Kiệt, anh nói vậy chị Ngọt nó hiểu lầm chứ đuổi việc em giờ á. Em đang làm tầm bậy kìa. Nghe em nói nè, thật ra là anh có nhớ là hồi sáng anh bị đau bụng xong anh vô nhà vệ sinh không? Xong rồi em mới thấy cái hộp quà kia nó đẹp hơn mà em tâm hơ tâm hớ, xong rồi cái lúc mà em bỏ vô cái em không chịu tháo cái hộp quà ra để lấy cái chiếc nhẫn kia bỏ vô cái hộp quà khác, cho nên nó thành cái hộp quà không mà, chứ em cũng có ý đó. Trời đất ơi, thì ra là vậy đó hả? Vậy sao lúc đó em không nói luôn? Em có biết là mém chút xíu nữa gia đình này tan nát vì em rồi không? Em không biết, em không biết gì hết á. Còn cái vụ cái lưng của tôi nè, xô tao lưng nè. Nó là thiệt tình đó. Đầu nó không biết để đâu đó. Mới bị lớn mà. Quà của tôi đấy hả? Chứ sao? Một bịch chè nha với lại một cái dĩa xoài nha, không thành nghĩa địa gì con hết trơn, ông kêu liền đi. Trời ơi, em nghi quá, em thấy nó ăn gì giống như có bầu đó chị. Trời đất ơi, chua lét mà uống được. Mày uống chua còn hơn mấy bà bầu nữa đó. Chết rồi, trời Dung ơi, Dung ơi. Theo những cái gì con kể thì Út tin là hình như là 99% mày có bầu thiệt rồi đó Dung. Vậy bây giờ mày phải sao? Đi khám chưa? Rồi. Ê, mà cha đứa trẻ là ai vậy? Giờ mà Út còn hỏi vậy nữa thì cũng thắng trai. Đón xem Ngôi Sao Về Làng phát sóng vào lúc 21h55 thứ Tư hàng tuần, bắt đầu từ ngày 6 tháng 1 năm 2021 trên kênh HTV7. Tiêu dù ở đó đây, còn lại những ước muốn theo gió mây. Tìm người thương có phải là khó, nhưng người say phải làm quay with you baby. Còn gì đâu xa quá ở đây là phút giây mình cho em nghe bài bài tình ca. Là một nâng ngôi sao lại vào tàu sáng cho riêng mình. Anh và em sẽ không rời xa. Nhưng mà có ai biết đâu một ngày không xa sẽ có khúc mắc đường tình phóng ba. Chẳng cần một sân khấu hoành tráng, chỉ cần sàn diễn trong tim em là đủ. Ngôi sao này không cần quản lý, chỉ cần có em là chủ. Dịu dàng như đóa hoa mộc lan là phần quà vô giá do trời ban. Ta bên nhau vui cả mà quên mến luôn thời gian, trao cho nhau một cùng chia sẻ.